Hỏa Phụng Liêu Nguyên, tập 5, hồi 37, cường trung tự, hữu cường trung thủ. Người mạnh còn có người mạnh hơn. Hắn là thủ lĩnh tàn binh, bảo vệ lấy hắn nhanh lên. Triệu tướng quân cũng bị hắn bắt rồi. Đừng manh động, cẩn thận. Anh chàng quái vật cuối cùng cũng té rồi. Muốn đóng trác loạn rồi. Bây giờ ta muốn xem thủ lĩnh tạc binh lợi hại ra sao trong mắt quân địch. Mọi người đừng loạn, không được rối loạn. Ghê gớm lắm. Cuối cùng mi cũng đã tới. Cuối cùng mi cũng đã tới. Lư, cả Lư Bố cũng đích thân ra đón tiếp. Tình thế biến chuyển nhanh chóng, Lư Bố cũng loạn rồi. Thắng bại dường như được quyết định trong khoảnh khắc này. Đến rồi. Trọng đàn, cơ hội công tử nói đã đến rồi. Một người đóng cả hai vai, lấy giả thành thật. Mà vai Triệu Hỏa chính là nước cờ quyết liệt cuối cùng. Đánh trúng rồi, hắn không chịu nổi một đòn. Mọi người sẽ rất kinh ngạc. Hay lắm, Lữ tướng quân lợi hại quá. Bởi mục tiêu của ta không phải là Lữ Bố. Nhờ hắn mà tiện cho ta hơn. Đống Trác, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không? Mị chính là Triệu Hỏa. Ngài cũng biết tên ta nữa sao? Quý hóa quá. Có điều cái tên này sẽ làm cho người ta cả đời không quên. Bà kiếp, để một xác chết để lừa ta. Tiểu tử kia, thân phận và tuổi tác của mi không tương xứng. Sau khi Hứa Lâm chết, ta đã truy lùng sát thủ Độc Nhãn. Không ngờ, vẫn có điều mi không ngờ được. Sát thủ Độc Nhãn chỉ là một chiêu bài thôi. Càng không ngờ thủ lĩnh tạc binh chính là mi. Giết Hứa Lâm không dễ chứ. Tên Nghiêm kiếm chém quả không dễ chịu chút nào. Sống sót được quả là không dễ. Đáng tiếc là kẻ không chịu được chỉ là người bình thường. Chỉ vì sự tàn khuyết của ta. Không lẽ bị bẩm sinh đã không biết thế nào lạ? Đúng, tôi trẻ tài cao mà. Tại sao lại như thế? Hắn không sao cả ư? Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn có phải là người không? Người ta bảo Lữ Bố không phải người. Ta thấy huynh càng không phải là người. Huynh uống rồi. Đây không phải là rượu à? Đồ ngốc, đây là dầu ớt có thể làm cho thủng ruột, do từ thứ bí mật chế ra. Nhưng mà có thấy sao đâu. Uống hết cả bình thế này, huynh sẽ đau đớn mà chết đấy. Trọng đạt này, đau là cảm giác gì vậy? Tôi thật sự rất muốn biết. Nhị ca, tiểu tử ấy là quái vật ư? Quân Đổng Trác thì chết hết đi.